Chào các em, ở cái buổi đầu tiên của cái phần hình học thì thầy cũng đã giới thiệu cho các bạn là cái phần hình học của chúng ta ở trong chương trình lớp 9 thì nó gồm 3 phần. Trong đấy cái phần quan trọng nhất của chúng ta chính là cái phần đường tròn. Còn ngoài cái phần đường tròn ra thì các bạn còn được học hai cái phần khác, chính là cái phần hệ thức lượng và hệ thức lượng giác trong tam giác vuông. Thì bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn một trong các phần đấy, chính là cái phần hệ thức lượng trong tam giác vuông. Thì trước khi mà vào cái phần hệ thức lượng trong tam giác vuông là gì, thì đầu tiên các bạn quan sát cho thầy ví dụ một này đã. Tức là ví dụ một này, người ta có cái nội dung như này: cho tam giác ABC vuông tại A, gọi H là chân đường cao kẻ từ A xuống BC, chấm này, chứng minh. Đấy, tức là câu A người ta bắt mình chứng minh là AB bình thì bằng BH nhân BC. Câu B thì người ta bắt mình chứng minh là AC bình thì bằng CH nhân BC. Câu C của chúng ta thì nó bắt mình chứng minh là AB bình cộng AC bình thì bằng BC bình. Câu D của chúng ta thì người ta bắt mình chứng minh là AH nhân BC thì bằng AB nhân AC. Câu E của chúng ta thì người ta bắt mình chứng minh là AH bình thì bằng BH nhân với CH. Câu F của chúng ta thì người ta bắt mình chứng minh là 1 trên AH bình thì nó bằng 1 trên AB bình cộng với 1 trên AC bình. Hay là các bạn có cái tam giác ABC vuông tại A như này, tức là thầy cho các bạn thêm hình cho các bạn dễ hiểu này. Thì lúc đấy là các bạn sẽ thấy cho thầy được là nếu mà chúng ta gọi là H là chân cao, tức là AH của các bạn là đường cao á, thì lúc đấy là chúng ta có 6 cái công thức này là luôn đúng với tam giác ABC là một tam giác bất kỳ nào đó. Và 6 cái công thức này người ta gọi là hệ thức lượng trong tam giác vuông. Hay là đến đây thầy nói rõ cho các bạn một xíu này, tức là khi mà chúng ta có tam giác ABC vuông tại A như này này, thì các bạn sẽ có cho thầy là AB bình thì bằng BH nhân BC. AB bình của chúng ta chính là một cạnh góc vuông đấy. BH chính là hình chiếu của AB lên cái đường thẳng BC này. Như vậy thì đến đây các bạn sẽ thấy cho thầy được là như vậy AB bình bằng BH nhân BC, hay chính là bình phương một cạnh góc vuông ấy, thì nó bằng hình chiếu của nó nhân với cạnh huyền này, tức là hình chiếu của nó là BH này và cạnh huyền của chúng ta là BC này. Tương tự thì cái câu B của chúng ta này thì nó có là bằng AC bình, tức là cũng là một cạnh góc vuông khác, thì bằng CH. CH này của chúng ta thì các bạn nhớ cho thầy nó chính là hình chiếu của AC lên cái đường thẳng BC này. Hình chiếu một đoạn thẳng lên một đường thẳng là các bạn nhớ thầy là các bạn cứ kẻ hai những đầu mút vuông góc xuống cái đường thẳng đấy. Ví dụ như là các bạn thấy cho thầy được là muốn tìm hình chiếu của AC lên BC này, thì từ điểm A các bạn kẻ vuông góc xuống BC tại đâu, thì hình chiếu của cái điểm A này nó chính là cái điểm đấy. Như vậy thì chúng ta kẻ AH vuông góc với BC tại H mà. Như vậy hình chiếu của A lên BC chính là H. Hình chiếu của điểm C lên cái đường thẳng BC thì người ta quy ước là cái điểm C của chúng ta đấy, hay là một cái điểm mà nó thuộc cái đường mà chúng ta kẻ hình chiếu lên đấy, thì cái hình chiếu của nó cũng chính là nó. Chính vì vậy nên là hình chiếu của C lên BC của chúng ta đấy thì nó chính là C. Nên là các bạn thấy cho thầy được là hình chiếu của đoạn thẳng AC thì cái thằng A này hình chiếu của nó là H, thằng C hình chiếu của nó là C mà. Chính vì vậy nên là hình chiếu của đoạn thẳng AC chính là đoạn thẳng HC, hay là các bạn đọc là CH cho nó thuận cái này cũng được. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cho thầy được là AC bình thì bằng CH nhân với BC này, hay là bình phương một cạnh góc vuông thì nó bằng hình chiếu của nó nhân với cạnh huyền. Như vậy thì hai cái công thức ở câu A và câu B của chúng ta thì cái kiểu nhớ của chúng ta nó là giống nhau, tức là bình phương một cạnh góc vuông thì bằng hình chiếu của nó nhân với cạnh huyền. Thì cái thằng bên này thì hình chiếu nó là bên này, thằng bên này thì hình chiếu nó là bên này, thì cái đấy là cái các bạn chú ý thêm thôi. Còn cái công thức ở cái câu C chính là AB bình cộng AC bình thì bằng BC bình ấy, thì nó chính là cái định lý Pythagore của chúng ta. Như vậy thì cái định lý Pythagore của chúng ta nó cũng chính là một cái công thức trong các cái hệ thống cái công thức lượng của chúng ta ở cái tam giác vuông. Tương tự thì cái câu D của chúng ta thì nó có AH nhân BC này, tức là đường cao mà nhân với cạnh huyền này, thì bằng là AB nhân với AC đấy, tức là bằng tích của hai cạnh góc vuông nhân với nhau. Còn cái câu E của chúng ta thì AH bình thì bằng BH nhân với CH này, tức là bình phương đường cao kẻ từ đỉnh của tam giác vuông đấy, tức là đỉnh A đấy chứ không phải đỉnh B đỉnh C đấy, thì các bạn sẽ là bằng hai cái đoạn hình chiếu của AB và AC nhân với nhau này, tức là AH bình thì bằng BH nhân với CH, tức là BH của các bạn là hình chiếu của AB, CH của các bạn là hình chiếu của AC mà. Như vậy thì hai cái hình chiếu này nhân nhau thì nó sẽ bằng là đường cao bình phương. Như vậy thì đấy chính là cái nội dung của câu E. Thì cái câu F của chúng ta là 1 trên AH bình thì nó bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AC bình đấy. Hay là nghịch đảo bình phương đường cao thì nó bằng tổng nghịch đảo bình phương của hai cạnh góc vuông. Như vậy thì đấy chính là cái kiểu mà chúng ta đọc theo bằng lời, hay là cái kiểu mà người ta hay gọi thông thường ở cái phần các cái công thức lượng này của chúng ta. Bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh 6 cái công thức này của chúng ta. Thì đầu tiên là chúng ta cứ vẽ lại cái hình này, tức là chúng ta bê lại cái hình lúc nãy. Thì các bạn chú ý cho thầy là cái đề lúc nãy của chúng ta thì nó không có hình, nhưng mà thầy đưa thêm cái hình
để các bạn dễ quan sát các cái công thức của chúng ta. Đấy, như vậy thì đầu tiên là để giải được cái ví dụ 1 thì đầu tiên là chúng ta vẽ hình, tức là chúng ta vẽ cái tam giác ABC vuông tại A như này và chúng ta vẽ đường cao AH như này. Như vậy thì đến đây các bạn sẽ thấy cho thầy là như này. Câu A người ta bắt mình chứng minh đấy là cái AB bình của các bạn thì nó bằng là BH nhân với BC. Thì cái phần mà người ta chứng minh đấy thì thầy đưa vào cái phần ngáp này để cho các bạn tiện quan sát này. Các bạn chú ý cho thầy là trong cái quá trình các bạn chứng minh là các bạn không được ghi cái phần ngáp này vào cho thầy. Cái phần này thì thầy đưa thêm vào đây để các bạn dễ nhìn cái đề của chúng ta thôi. Đấy, thì còn ghi trong cái bài giải thì các bạn không được trình bày cái phần này. Đấy, như vậy thì đến đây thì các bạn thấy cho thầy được là để chứng minh được là AB bình bằng BH nhân BC thì các bạn biết cho thầy được là AB bình này thì nó bằng là AB nhân với AB này. Chính vì vậy nên là AB bình mà bằng BH nhân BC ấy, thì cũng chính là AB nhân AB nó bằng BH nhân BC. Và đến đây các bạn thấy cho thầy được là nếu mà hai cái thằng này bằng nhau, tức là AB nhân AB bằng BH nhân BC đấy, thì đây nó giống như phần tỷ lệ thức của chúng ta. Nên là các bạn thấy cho thầy được là nếu mà AB nhân AB bằng BH nhân BC này thì các bạn có thể suy ra như này. Tức là chúng ta sẽ giữ một thằng lại, tức là giữ AB lại này, và một thằng các bạn sẽ vứt sang bên kia. Đã, như vậy AB thầy vứt sang thì vứt sang các bạn nhớ cho thầy là nó số mẫu cho nó dễ nhớ đi. Đấy, rồi cái thằng bên này các bạn tương tự này, các bạn sẽ giữ một thằng lại và các bạn vứt một thằng sang. Thì các bạn thích giữ thằng nào thì giữ và vứt thằng nào thì vứt thôi. Như vậy thì giả sử bài này thầy vứt thằng BH sang này, như vậy thì thằng BH đang ở bên phải của chúng ta mà nó sang thì nó số mẫu này. Và như vậy BH vứt sang thì BC các bạn phải giữ lại, như vậy BC của chúng ta trật tự này. Như vậy thì đến đây nghĩa là thế này, tức là từ cái AB mà nhân AB bằng BH nhân BC đấy thì các bạn sẽ suy ra cho thầy được hai cái tỷ số này của chúng ta nó bằng nhau này. Thì đây chính là cái tính chất của tỷ lệ thức mà chúng ta đã được học ở chương trình lớp 7. Tức là chúng ta vứt chiếu như này. Đấy, tức là trong hai thằng này mình cứ vứt chiếu làm sao mà AB nhân AB này, đấy, tức là nhân chiếu nó phải bằng thằng kia này, tức là BH nhân BC này. Thì lúc đấy là nếu mà hai thằng này bằng nhau này thì chúng ta có được hai thằng này bằng nhau. Mà đến đây thì các bạn lại thấy cho thầy là AB mà trên BH này bằng BC trên AB này. Thì để có được cái này thì chúng ta lại nhớ đến là trong hai tam giác đồng dạng của chúng ta đấy thì nó có các cạnh tương ứng của nó chia nhau thì bằng nhau. Chính vì vậy nên là mình mà ghép được các cạnh này vào hai tam giác đồng dạng này, thì chúng ta có thể có được hai cái tỷ số này bằng nhau. Chính vì vậy nên là bây giờ thầy thử ghép các cái cạnh này vào hai tam giác đồng dạng xem thế nào. Ví dụ như là các bạn thấy cho thầy được là cái cạnh AB và cạnh BC này thì đối với cái hình của chúng ta đấy thì các bạn thấy cho thầy là có duy nhất một cái tam giác ABC của chúng ta là chứa hai cái cạnh này. Chính vậy nên là mình sẽ ghép vào tam giác ABC. Còn cái cạnh BH và cạnh AB thì nó chỉ có nằm trong cái tam giác là ABH thôi. Chính vậy nên là mình sẽ xét hai cái tam giác là ABH và ABC xem nó có độc dạng hay không. Đấy, nhưng mà các bạn nhớ thầy là trong hai tam giác đồng dạng thì các bạn phải biết đúng thứ tự. Chính vì vậy nên là khi mà xét thì mình phải ghi đúng thứ tự của chúng ta. Chính vậy nên là mình sẽ ghi như này. Xét tam giác ABC. Đấy, như vậy tam giác đầu thì các bạn cứ nói thoải mái. Như vậy đầu tiên là chúng ta cứ nói góc nào to nhất chúng ta viết trước đi. Như vậy góc A là góc vuông to nhất, chúng ta viết A trước này. Sau đấy ở cái tam giác ABC thì các bạn thấy cho thầy là góc B là góc to thứ hai. Như vậy thầy viết B ở đây. Rồi đến góc C là góc nhỏ nhất, thầy viết cuối cùng. Đấy, như vậy thì đối với cái tam giác là AHB thì các bạn cũng tương tự, các bạn phải thấy góc nào to nhất các bạn viết trước, rồi đến góc to thứ hai, góc to thứ ba. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy được là trong tam giác vuông thì hiển nhiên góc vuông là góc to nhất. Như vậy thì góc H là góc to nhất, như vậy thầy biết H đây. Rồi các bạn thấy cho thầy là góc B của chúng ta nhìn nó to hơn góc A nhỏ này. Đấy, chính vì vậy nên là thầy biết B trước, rồi xong A nhỏ biết sau. Là vì cái tam giác ABC của chúng ta là chúng ta biết các góc, cái độ lớn của nó giảm dần. Chính vì vậy nên là thứ tự các góc của cái tam giác là HBA các bạn cũng phải biết theo thứ tự là giảm dần, tức là cái độ lớn của góc nó phải nhỏ dần đi đấy. Đấy, chính vì vậy nên là mình có được cái này. Đấy, và đây cũng chính là cái mẹo để các bạn biết thứ tự của tam giác của chúng ta nó đúng. Đấy, như vậy thì khi mà xét hai cái tam giác này thì chúng ta sẽ có này. À, như vậy là tam giác ABC của các bạn là vuông tại A này. Tam giác là HBA của các bạn là cũng vuông tại H này. Như vậy nghĩa là hai tam giác này là tam giác vuông này. Như vậy nên là các bạn suy ra cho thầy là như vậy là góc BAC. Đấy, BAC của các bạn chính là góc vuông này. Và góc BHA chính là góc vuông này. Thì nó đều bằng nhau và bằng 90 độ. Thì đây chính là cái giả thiết người ta cho này. Nên là mình ghi chú vào đây. Tiếp tục thì các bạn lại thấy cho thầy được là cái tam giác ABC của các bạn là có góc B. Tam giác HBA của các bạn cũng có góc B. Hay là góc B này chính là góc chung. Chính vậy nên là các bạn có được cho thầy được là góc B là góc chung. Đấy, các bạn ghi lại đây. Suy ra là hai tam giác này là hai tam giác đồng dạng, trường hợp là góc góc. Chính vậy nên là chúng ta có được là như vậy thì tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA, trường hợp là góc góc như này. Và như vậy thì hai tam giác này mình đã chứng minh được nó đồng dạng rồi. Thì bây giờ mình thử suy ra cái tỷ số này xem có được không. Đấy, như vậy thì các bạn suy ra cho thầy như này.
À, như vậy thì tỉ số thứ nhất của chúng ta là AB trên BH này. Thì các bạn thấy chúng ta là AB trên BH. Đấy, như vậy thì nó chính là thằng đầu tiên trên thằng đầu tiên này. Như vậy thì hiển nhiên cũng là đúng rồi. Như vậy thì chúng ta B lại này, AB tức là hai cái thằng đầu tiên này, A và B là hai thằng đầu tiên, C là thằng cuối cùng này, HB này. Đấy, thì đúng thứ tự này. Nên là các bạn chú ý cho thầy là trong cái quá trình mà các bạn viết cái tam giác đồng dạng, các bạn mà viết không đúng thứ tự đấy thì có thể là các bạn suy ra nó sai. Nên là người ta bắt buộc là trong cái phần chứng minh tam giác đồng dạng là các bạn phải viết đúng thứ tự các góc. Ví dụ như là tam giác ABC mình viết như này, nó đồng dạng với tam giác HBA này, thì cái góc A này của chúng ta nó phải bằng góc H, góc B nó bằng góc B, góc C của nó thì phải bằng góc A. Tức là AB mà gấp mấy lần HB này thì cái thằng BC này nó cũng phải gấp nấy lần BA. Chính vậy nên là các bạn có cho thầy được AB trên HB này, tức là hai cái thằng đầu tiên này nó chia nhau này, thì nó bằng hai cái thằng cuối cùng này, tức là BC này chia cho hai thằng cuối cùng này là BA này. Đấy, hay là AB này. Đấy, nên là các bạn suy ra cho thầy được cái tỉ số này là luôn luôn đúng. Như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy được là theo cái tính chất của tỉ lệ thức ấy, thì các bạn có cho thầy được là hai cái tỉ số này bằng nhau này thì các bạn nhân chiếu bằng nhau mà. Chính vì vậy nên là các bạn suy ra cho thầy được là AB nhân AB của các bạn, tức là AB bình này thì nó bằng BH nhân BC. Đấy, và như vậy thì chúng ta đã chứng minh xong được cái công thức ở cái câu A này của chúng ta này. Tức là AB bình của các bạn thì bằng BH nhân BC, hay là bình phương cạnh góc vuông này thì bằng hình chiếu của nó nhân với cạnh huyền như này. Và đến đây thì các bạn chú ý cho thầy như này. Sau này các bạn muốn chứng minh các cái tích bằng nhau như này, ví dụ như là AB bình bằng BH nhân BC, thì các bạn cứ khai triển giống cái phần nhắc này của thầy này. Sau đây các bạn chuyển sang kiểu tỉ số như này và chúng ta ghép vào tam giác đồng dạng là chúng ta sẽ hầu như đa phần trong chương trình thi vào lớp 10 của chúng ta đấy là các bạn sẽ làm thế. Đấy, chính vì vậy nên là các bạn phải đặc biệt nhớ cho thầy cái cách mà chúng ta chứng minh cái dạng tích của chúng ta bằng nhau như này. Thì các bạn nhớ về đây cũng chính là một cái dạng hay thi thứ hai trong cái đề thi lớp 9 và lớp 10 của chúng ta. Đấy, thường thường cái câu đầu của chúng ta trong cái bài hình mà các bạn thi lớp 9 và lớp 10 ấy, là nó là chứng minh tứ giác nội tiếp, đến câu sau của các bạn là thường thường nó là cái câu kiểu như này. Đấy, nên và cái cách mà chúng ta chứng minh thì hầu như là chúng ta sẽ dùng cái cách này là cách chính. Sau này nó còn thêm một số cách khác, nhưng mà cái cách khác đấy thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Câu B, nội dung của câu B của chúng ta thì nói thế này: AC bình của các bạn thì bằng CH nhân với BC. Tuy nhiên thì các bạn đã biết cho thầy được cái cách mà chúng ta chứng minh cái câu A, thì cái câu B của chúng ta nó tương tự như cái câu A. Chính vì vậy nên là chúng ta thử khai triển cái câu B theo cái câu A xem có được không. Chính vì vậy nên là thầy viết là AC bình của các bạn thì bằng AC nhân AC. Đến đây các bạn sẽ thấy cho thầy được là nếu mà AC bình bằng CH nhân BC này thì AC nhân với AC của các bạn nó cũng bằng là CH nhân BC, vì AC nhân AC nó chính là AC bình mà. Chính vậy nên là theo cái tính chất tỉ lệ thức ở lớp 7 thì các bạn suy ra được cho thầy là các bạn vứt AC sang bên kia này, như vậy thì AC một thằng chúng ta giữ lại này, một thằng chúng ta vứt sang đây, như vậy thì nó xung mẫu như này. Và tương tự cái thằng bên này chúng ta sẽ giữ một thằng lại và một thằng chúng ta vứt sang, thì chúng ta sẽ thu được một cái tỉ lệ thức là như này. Tức là cụ thể thầy vứt CH sang đây, như vậy nó xung mẫu như này, còn BC thì giữ lại. Như vậy thì chúng ta đã thu được tỉ lệ thức là AC trên CH thì bằng BC trên AB như này. Và các bạn hãy nhớ cho thầy được là để chứng minh được cái tỉ số này, và các bạn hãy nhớ cho thầy được là muốn chứng minh được cái tỉ lệ thức này, thì các bạn lại có cho thầy được là nếu mà chúng ta có hai cái tam giác đồng dạng mà chứa hai cái cạnh AB và BC này, và một tam giác khác mà chứa cái cạnh là CH và AC này, thì nó có thể có được cái tỉ số này. Đấy, vì là hai tam giác đồng dạng của chúng ta thì bằng các cạnh tương ứng chia nhau. Đấy, như vậy thì nếu mà chúng ta có một cái tam giác nào đó chứa hai cạnh trên và một tam giác nào đó chứa hai cạnh dưới, thì có thể là chúng ta có được hai cạnh này chia nhau thì bằng hai cạnh này chia nhau, nếu mà nó là hai cạnh tương ứng. Đấy, chính vì vậy nên là mình thử ghép các cạnh này vào hai tam giác xem có được không. Cụ thể là cạnh AC và cạnh BC, thầy thử ghép vào cái tam giác nào đó xem có được không. Như vậy thì cái cạnh AC và cái cạnh BC thì các bạn thấy với thầy là trên cái hình của chúng ta thì chỉ có mỗi cái tam giác ABC là chứa nó thôi. Đấy, tức là nó vừa chứa cạnh AC vừa chứa cạnh BC thôi, còn lại các tam giác khác thì không có. Đối với cạnh CH và cạnh AC này thì các bạn thấy cho thầy là chỉ có cái tam giác là AHC thì nó chứa đủ hai cạnh này, còn đâu các tam giác khác cũng không chứa đủ hai cạnh này. Chính vì vậy nên là mình thử xét hai cái tam giác là ABC và cái tam giác là AHC xem tình hình thế nào, xem hai tam giác này có đồng dạng hay không. Đấy, như vậy thì nó cũng tương tự như cái công an của chúng ta thôi. Như vậy đầu tiên là cái tam giác ABC thì chúng ta cứ bê thoải mái đi. Hay là các bạn nhớ thầy là cái mẹo của chúng ta là chúng ta cứ bê góc của nó là sắp xếp từ lớn đến bé đi. Như vậy thì cái đỉnh A của chúng ta là có góc A là to nhất, như vậy điểm A thầy viết trước này. Góc B của chúng ta là to thứ hai, như vậy thầy viết thứ hai này. Góc C là bé nhất, chính vậy nên thầy viết sau cùng. Như vậy thì đến cái tam giác là tiếp theo của chúng ta, tức là tam giác AHC đấy, các bạn cũng phải sắp xếp cái góc của chúng ta nó phải đúng thứ tự.
Như vậy đến đây các bạn thấy cái thầy là tam giác AC của các bạn là góc H là góc vuông, là góc to nhất, chính vậy nên là mình viết H trước. Rồi cái góc A và góc C thì các bạn thấy cái thầy là góc A nó to hơn góc C, nên là mình viết A ở giữa. Đấy, còn góc C là góc cuối cùng mình viết đây. Như vậy thì đến đây mình đã sắp xếp được tam giác ABC và tam giác HAC theo thứ tự là các góc của nó là giãn dần. Như vậy thì đấy cũng là một cái mẹo của chúng ta trong cái quá trình chúng ta sắp xếp thứ tự cho nó đúng trong cái trường hợp là các tam giác đồng dạng của chúng ta. Như vậy thì đến đây các bạn sẽ thấy cho thầy được là cái tam giác ABC của chúng ta là vuông tại A, tam giác là HAC của các bạn là vuông tại H, nên là mình có được là hai cái góc là BAC thì nó bằng là CHA, BAC là đây, đấy, góc vuông đây, và CHA của bạn là góc vuông đây, đấy, chính vì vậy nên nó bằng 90 độ đây. Đấy, như vậy thì đây là giả thiết người ta cho, chính vì vậy nên là mình ghi chú này lại. Rồi tiếp tục các bạn lại thấy cho thầy được là tam giác ABC của các bạn này thì nó có góc C, tam giác là HAC của các bạn cũng có góc C, nên là góc C của bạn cũng là góc chung. Suy ra là các bạn thấy cho thầy được là hai tam giác này của chúng ta có hai góc bằng nhau, nên hai tam giác này nó cũng đồng dạng trường hợp có góc giống cầu A của chúng ta. Hay nói chung là các bạn nhớ thầy đây là hai cái công thức nó cùng một kiểu, chính vì vậy nên là cách chứng minh của chúng ta nó cũng khả năng là nó tương tự giống nhau. Thì đấy cũng chính là cái mẹo để khi mà sau này mình thấy những cái bài mà tương tự nhau thì khả năng cái cách nó cũng giống nhau để các bạn biết hướng các bạn làm. Đấy, và như vậy thì đến đây các bạn suy ra cho thầy như vậy là tam giác ABC của chúng ta là đồng dạng với tam giác HAC trường hợp có góc, và chúng ta ký hiệu là 3 như này. Như vậy thì đến đây các bạn suy ra cho thầy được là khi mà hai tam giác đồng dạng với nhau đấy thì các bạn có được các cạnh tứ chia nhau thì nó bằng nhau mà. Chính vì vậy nên là các bạn có AC này, AC là cái thằng đầu tiên và thằng cuối cùng này, thì chia hai cái thằng cuối đầu tiên và thằng cuối cùng bên này là HC đấy, hay là các bạn biết là CH, thì nó cũng bằng là BC này, tức là hai thằng cuối này chia cho hai thằng cuối bên này, tức là AC. Đấy, mà theo tính chất của tỷ lệ thức thì các bạn biết cho thầy được là nếu mà các bạn có cái tỷ lệ thức này này, tức là AC trên CH bằng BC trên AC này, thì các bạn nhân chiếu nó cũng bằng nhau mà. Chính vì vậy nên là các bạn xin ra cho thầy được thế này. Như vậy thì các bạn thấy cho thầy được là cái cách mà chúng ta chứng minh câu B thì nó giống hệt cách mà chúng ta chứng minh câu A của chúng ta. Tiếp tục thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh cái câu C và câu D của chúng ta đấy. Tức là cái câu C của chúng ta nó chính là định lý Pythagore đấy. Tức là chúng ta phải chứng minh là AB bình cộng AC bình bằng BC bình này. Hay là chúng ta sẽ chứng minh được là trong tam giác vuông thì tổng bình phương hai cạnh góc vuông thì nó bằng bình phương cạnh nguyên. Thì đấy chính là cái nội dung câu C. Hoặc là cái câu D của chúng ta là chúng ta phải chứng minh được là AH nhân với BC, tức là đường cao mà nhân với cạnh nguyên ấy, thì nó bằng AB nhân AC, tức là bằng tích của hai cạnh góc vuông nhân nhau. Để chứng minh cái câu C này thì các bạn thấy có thể như này. Từ 2 và 4 suy ra, 2 của các bạn chính là các bạn có cho thầy được là AB bình của các bạn thì nó bằng BH nhân với BC đấy. Còn 4 của các bạn thì nó chính là bằng AC bình thì bằng CH nhân với CB đấy. Hay là các bạn nhớ thầy là bình phương một cạnh góc vuông thì nó bằng hình chiếu của nó nhân với cạnh huyền đấy. Chính là các cái công thức mà chúng ta đã chứng minh được ở câu A và câu B đấy. Nên là các bạn suy ra cho thầy được là chỗ nào có AB bình cộng với AC bình này thì các bạn thử thay bằng những cái mà các bạn đã chứng minh được xem thế nào. Như vậy thì AB bình của các bạn thì nó chính bằng BH nhân BC, thầy B đấy. AC bình của các bạn thì bằng CH nhân với BC, các bạn B đấy. Và đến đây thì các bạn thấy cho thầy được là BH nhân BC và CH nhân với BC thì nó có BC chung, chính vì vậy nên là mình đặt BC ra ngoài thì trong mặt của các bạn là các bạn vứt BC ra thì nó còn BH, tổng cộng còn B lại này, thằng BC các bạn vứt ra thì nó còn CH, mà BH cộng với CH thì nó chính bằng BC. Chính vì vậy nên là các bạn có cho thầy được là BC các bạn B lại, còn BH cộng với CH chính là BC, các bạn B lại đây. Đấy, và như vậy thì đến đây nó bằng BC bình. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy được là chúng ta chứng minh cái định lý Pythagore này nó rất là đơn giản như vậy. Nói chung là khi mà chứng minh thì các bạn nhớ có thể là ở những cái câu phía trước của chúng ta nó có những kết quả gì thì mình phải tìm cách mình khai thác được những cái kết quả đấy thì nó sẽ giúp chúng ta chứng minh nó dễ hơn. Cụ thể là ở câu A và B thì chúng ta đã có được là AB bình thì bằng BH nhân BC và cái AC bình của các bạn thì bằng CH nhân BC. Thì lúc đấy là khi mà muốn tính AB bình cộng AC bình thì mình thử thay cái hai cái thằng này bằng các cái thằng mà mình đã có được xem tình thế nào. Thì đấy cũng chính là một cái chú ý mà các bạn cần quan tâm trong cái quá trình mà chúng ta làm những bài tập của chúng ta. Nói chung là khi mà mình muốn làm những câu sau là mình phải vận dụng những cái câu trước rất là nhiều. Đấy, nói chung là đa phần những cái câu sau mà nó phức tạp này là chúng ta phải dựa vào các câu trước. Nên là các bạn nhớ thầy là các bạn phải biết được cách mà chúng ta khai thác các câu trước. Ví dụ như là các bạn nhớ thầy là có một năm đề thi học sinh giỏi quốc gia của chúng ta đấy, thì nó ra một cái bài trong sách giáo khoa thôi.
ví dụ như là nó có 5 câu A, B, C, D, E đấy, nhưng mà nó lại cắt bớt đi 4 câu đầu A, B, C, D đấy, và nó chỉ để câu cuối cùng nó bắt mình chứng minh đấy. Nhưng mà có rất là nhiều những bạn đi thi học sinh giỏi quốc gia rồi nhưng mà vẫn không làm được bài tập trong sách giáo khoa như vậy đấy, là vì người ta cắt bớt đi mấy cái phần đầu rồi. Nếu mà người ta cho hết A, B, C, D thì thầy tin tưởng chắc chắn là những cái bạn mà trình độ mà đã đi thi học sinh giỏi quốc gia thì chắc chắn người ta sẽ làm cực dễ luôn. Tuy nhiên thì cái phần đầu người ta cắt bớt đi thì ra là mình không có cái gợi ý ban đầu để mình suy ra cái gì. Chính vì vậy nên là nhiều bạn vẫn không làm được, nên là các bạn chú ý cho thầy được là cái hệ thống các cái bài tập chúng ta nó từ câu đầu đến câu sau đấy, là các bạn phải cố gắng, các bạn phải khai thác được câu trước nếu mà mình không nghĩ ra. Nói chung là mình phải dựa vào cái đề là một này, cái thứ hai là mình phải dựa vào các câu trước. Nói chung là mình phải tìm cái mà mình làm cơ sở để mình làm ra cái bài của chúng ta. Nên là qua cái bài này các bạn nhớ cho thầy là mình phải chú ý vận dụng được các cái câu phía trước để mình làm được các câu phía sau. Tiếp tục thì đến cái câu D của chúng ta này, thì các bạn lại có cho thầy như này, AH mà nhân với BC của chúng ta chia 2 ấy, thì nó chính là diện tích của tam giác vuông ABC. Muốn tính diện tích của một tam giác thì các bạn lấy chiều cao nhân với cạnh đáy chia đôi mà. Chính vì vậy nên là các bạn thấy cho thầy được là trong tam giác ABC của các bạn thì chiều cao của các bạn chính là AH này. Còn BC trong trường hợp này mình kể AH vuông góc với BC mà, như vậy BC của nó chính là cạnh đáy này. Đấy, nên là diện tích tam giác ABC của các bạn thì bằng AH nhân với BC chia 2. Ngoài ra thì các bạn thấy cho thầy được là cái tam giác ABC của các bạn là từ B các bạn kể vuông góc xuống AC này thì nó vuông góc tại A, vì tam giác ABC của bạn là vuông tại A mà. Chính vì vậy nên là các bạn có thể coi được là BA của các bạn là đường cao này. Còn là cái cạnh mà các bạn kéo vuông góc xuống đấy, tức là từ B các bạn kéo vuông góc xuống AC mà, nên là AC của bạn là cạnh đáy này. Như vậy thì các bạn cũng suy ra được cho thầy được là diện tích tam giác ABC của các bạn thì bằng chiều cao nhân cạnh đáy, chính là BA nhân với AC chia 2. Và các bạn đã biết cho thầy được là diện tích của tam giác nó bằng là chiều cao nhân cạnh đáy chia 2 mà, nên nó bằng là BA nhân với AC chia 2. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy được là AH mà nhân với BC trên 2 thì nó cũng bằng AB nhân AC trên 2. Nên là khi mà chúng ta bỏ cái 2 đi thì hiển nhiên là hai thằng này còn nhau. Như vậy nên là chúng ta có được là cái kết quả là như này, tức là AH nhân BC thì bằng AB nhân với AC. Đấy, như vậy thì đến đây các bạn đã chứng minh cho thầy được 4 công thức từ A đến D rồi. Tiếp tục bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta chứng minh cái câu E của chúng ta. Tức là người ta bắt mình chứng minh là AH bình thì nó bằng BH nhân với CH, hay là bình phương đường cao trong tam giác vuông ấy, tức là kẻ từ đỉnh tam giác vuông ấy, thì nó bằng tích của hai hình chiếu, tức là bằng BH nhân với CH. Đấy, như vậy thì cái chỗ câu E của các bạn thì các bạn nhìn thấy nó tựa tựa giống như câu A với câu B. Chính vì vậy nên là thầy cũng làm theo cách đấy. Hay là nói chung là sau này các bạn nhớ thầy là cái tích của nó bằng nhau đấy. Hay cái kiểu mà hai thằng nhân nhau, ví dụ A nhân B bằng C nhân D cái gì đấy. Đấy, hoặc là cái kiểu mà AH bình bằng BH nhân với CH như này. AH bình chính là hai thằng nhân nhau, tức là AH nhân AH ấy, thì nó bằng hai thằng này nhân nhau, tức là BH nhân với CH ấy. Thì các bạn cứ nhớ đến cho thầy được là mình sẽ ghép nó vào hai tam giác đồng dạng xem thế này. Đấy, nói chung là đa phần thì các bạn sẽ ghép nó là được ít. Đấy, như vậy thì bài này thầy sẽ ghép xem có được không. Đấy, như vậy thì giả sử AH bình của các bạn bằng BH nhân CH này thì nó cũng chính là AH nhân với AH bằng BH nhân CH này. Thì đến đây các bạn là suy ra cho thầy được là cái tỷ lệ thức như này, tức là AH các bạn giữ lại này, thằng AH các bạn vứt sang bên kia này. Đấy, một thằng giữ lại, một thằng vứt sang này, như vậy AH một thằng mình vứt sang thì xung mẫu như này. BH CH thì mình sẽ giữ lại một thằng và một thằng vứt sang này. Như vậy là CH các bạn vứt sang đây thì BH các bạn giữ lại như này. Như vậy thì chúng ta có được cái tỷ lệ thức này. Đấy, và đến đây thì các bạn này thấy cho thầy được là cái tỷ lệ thức này thì nó chính là hai cạnh này chia nhau bằng hai cạnh này chia nhau này. Thì nếu mà các bạn ghép được vào một cái tam giác nào đó mà chữ hai cái cạnh ở phía trên này, tức là AH và BH này, và cái tam giác khác mà chữ hai cạnh ở phía dưới này, tức là CH và AH này, thì có thể các bạn suy ra được cái tỷ lệ thức này. Tức là nếu mà nó đồng dạng thì các bạn sẽ suy được tỷ lệ thức này, còn nếu nó không đồng dạng thì chúng ta sẽ không suy được thứ tự như này. Đấy, như vậy thì bây giờ mình sẽ chứng minh xem thế nào. Như vậy thì bây giờ là đầu tiên là chúng ta sẽ ghép cái tam giác mà chứa hai cái cạnh là AH và BH này. Thì AH và BH thì nó chính là cái tam giác là AHB đây rồi. Đấy, còn cái tam giác mà chứa CH và AH này chính là cái tam giác là AHC đây rồi. Chính vậy nên là mình thử chứng minh hai cái tam giác con này, tức là tam giác AHB này và tam giác là AHC này, xem nó có đồng dạng hay không. Đấy, như vậy thì đến đây chúng ta sẽ chứng minh như sau. Đấy, như vậy thì từ 1 và 3 thì các bạn sẽ ra, hay là các bạn nhớ lại cho thầy là như này,
tức là từ một nghĩa là bây giờ lúc nãy các bạn nhớ cho thầy là cái tam giác là HBA đấy, thì nó đồng dạng với cái tam giác là ABC, tức là tam giác to này này, và cái ba của chúng ta đấy thì nó chính là cái tam giác là HAC của chúng ta, thì nó đồng dạng với tam giác ABC này chúng ta này. Đấy, tức là lúc nãy các bạn đã chứng minh cho thầy được là hai cái tam giác con này nó đều đồng dạng với tam giác lớn này này, và các bạn chú ý cho thầy là hai cái hình đồng dạng là hai cái hình nó giống với nhau nhưng mà kích thước của nó thì có thể khác nhau. Chính vì vậy nên là các bạn, nếu mà các bạn có cho thầy được là tam giác HBA của chúng ta mà đồng dạng với tam giác ABC, nghĩa là cái hình của tam giác HBA này nó giống cái hình của tam giác là ABC. Và tương tự thì các bạn đã chứng minh cho thầy được cái tam giác HAC của chúng ta nó đồng dạng với tam giác ABC. Chính vì vậy nên là cái thằng này của chúng ta nó cũng giống cái tam giác ABC. Đấy, như vậy thì các bạn suy ra cho thầy được là hai cái thằng này nó đều giống tam giác lớn, chính vì vậy nên nó cũng giống nhau hay là nó cũng đồng dạng với nhau. Đấy, nên là sau này các bạn nhớ thầy là ngoài ba cái cách mà chúng ta chứng minh trong sách giáo khoa, tức là hai tam giác đồng dạng trường hợp là cạnh cạnh này, hoặc là trường hợp cạnh góc cạnh, hoặc trường hợp góc góc này, thì các bạn còn có thêm một tính chất thứ tư nữa, tức là hai tam giác mà cùng đồng dạng với một tam giác thứ ba thì chúng đồng dạng với nhau. Chính vậy nên là từ một và ba, tức là một là cái tam giác nhỏ này đồng dạng với tam giác ABC lớn này, hai là ba của chúng ta chính là cái tam giác bên này này đồng dạng với tam giác lớn này, nên là các bạn suy ra cho thầy được là như vậy thì hai tam giác này đều đồng dạng với tam giác ABC. Chính vậy nên là chúng đồng dạng với nhau, tức là các bạn có được cho thầy được là tam giác HBA nó đồng dạng với tam giác là HAC. Như vậy nghĩa là tam giác HBA của chúng ta đồng dạng với tam giác HAC. Và như vậy thì đến đây các bạn sẽ suy ra cho thầy được là khi mà hai tam giác đồng dạng với nhau thì các bạn sẽ có các cạnh tương ứng chịu nhau thì bằng nhau. Chính vậy nên là H là đầu, A là cuối này, thì các bạn chia đây nó phải là đầu cuối này, tức là HA, tức là HC này, hay là CH. Đấy, như vậy thì các bạn có được hai cạnh tương ứng đầu tiên chia nhau là như này. Rồi tiếp tục các bạn có cho thầy là BH này, tức là hai thằng đầu này, thì cũng phải chia cho hai thằng đầu bên kia, tức là HA này hay là AH này. Như vậy chúng ta có được cái tỷ số thứ hai là như này. Đấy, và như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy là hai tam giác này đồng dạng, nên là các bạn đã có cho thầy được hai cái tỷ số này bằng nhau. Và đến đây thì các bạn thấy cho thầy là áp dụng tính chất của tỷ lệ thức, thì các bạn suy ra cho thầy là khi mà chúng ta có cái tỷ lệ thức này thì các bạn nhân chiếu nó cũng bằng nhau mà. Chính vì vậy nên là các bạn có cho thầy được là AH bình này, tức là AH nhân AH này, thì nó bằng là hai thằng này nhân nhau, tức là CH nhân BH. Như vậy thì đến đây chúng ta đã chứng minh được cái câu E của chúng ta. Tiếp tục bây giờ thầy sẽ chứng minh cho các bạn sang cái câu cuối cùng của chúng ta, chính là cái câu F. Thì nội dung của câu F nó nói thế này, tức là 1 trên AH bình thì nó bằng 1 trên AB bình cộng với 1 trên AC bình. Đấy, như vậy thì mình phải chứng minh được là tại sao mà 1 trên AH bình thì nó lại bằng cái này. Và các bạn nhớ cho thầy cái cách mà chúng ta chứng minh cái đẳng thức như này này. Thì các bạn chú ý cho thầy là các bạn có 3 cách chúng ta chứng minh. Một là các bạn biến đổi vế trái, tức là cái 1 trên AH bình này, làm sao mà nó ra được cái vế phải, tức là nó ra được 1 trên AB bình cộng với 1 trên AC bình. Hoặc là các bạn sẽ chứng minh vế phải làm sao mà nó ra được vế trái, hoặc là các bạn biến đổi cả hai cũng được. Đấy, như vậy thì đấy chính là ba cách chúng ta chứng minh. Cách thứ nhất là từ trái suy ra phải, cách thứ hai là từ phải suy ra trái, cách thứ ba là các bạn biến đổi cả hai. Đấy, như vậy thì cái trường hợp khó nhất thì mình sẽ biến đổi cả hai, còn đa phần thì người ta sẽ biến đổi từ trái sang phải. Đấy, và các bạn nhớ thầy là khi mà các bạn chứng minh thì bao giờ các bạn chứng minh từ trái sang phải thì các bạn cũng được điểm cao hơn, vì cái cách chứng minh đấy là nó theo đúng cái đề người ta yêu cầu, tức là người ta bắt mình chứng minh là một trên AH bình nó bằng cái này mà. Như vậy nên là mình mà chứng minh mà thuận chiều như vậy được thì điểm của các bạn là sẽ ưu tiên hơn. Thì trước khi mà làm cái bài này thì các bạn nhớ cho thầy là cái vế trái của chúng ta nó là 1 trên AH bình này, còn vế phải của chúng ta là 1 trên AB bình và 1 trên AC bình này. Tức là cái vế phải của các bạn là có AB và AC, còn vế trái của chúng ta nó không có đấy. Chính vậy nên là mình phải làm sao mà cái thằng vế trái của chúng ta nó xuất hiện AB và AC. Mà từ kết quả của câu C và câu D thì các bạn đã có cho thầy như này, tức là AH nhân với BC thì nó bằng AB nhân với AC. Đấy, đây là kết quả câu D này. Thì các bạn suy ra cho thầy được là như này, như vậy AH của các bạn thì nó bằng cái này. Đấy, tức là AH nhân với BC thì bằng AB nhân AC mà. Chính vậy nên là các bạn lấy AB nhân AC mà chia BC này thì nó chính bằng AH. Như vậy đến đây các bạn đã thấy cho thầy là mình đã chuyển cái AH này nó thay bằng cái thằng mới này, tức là cụ thể là thằng AB nhân với AC trên BC này, thì nó đã có cái thằng AB và thằng AC rồi. Đấy, như vậy thì đến đây mình sẽ làm cái vế trái này của chúng ta nó thay bằng cái cụm này xem nó thế nào. Như vậy thì AH của bạn chính là AH trên 1 đấy. Như vậy mình nhìn đảo lại chính là 1 trên AH này, thì cũng bằng cái thằng này nhìn đảo, tức là đang AB nhân AC trên BC này thì các bạn bằng BC trên AB nhân BAC này. Và các bạn hãy chú ý cho thầy là cái vế trái của bạn nó là bình phương. Chính vì vậy nên là bây giờ thầy thử bình phương hai vế này xem thế nào. Như vậy là thằng này bình này thì nó chính là 1 bình thì chính bằng 1,
AH bình thì là bằng AH bình, như vậy các bạn để đây. Còn cái cụm này bình này, tức là BC trên AB nhân với AC bình này, thì nó bằng tương thẳng một bình. Đấy, như vậy thì ở đây nó bằng là BC bình này, còn AB nhân với AC khi mà các bạn bình phương lên thì nó bằng AB bình nhân AC bình này. Đến đây thì các bạn lại áp dụng cái câu C của chúng ta, chính là định lý Pythagore đấy, thì các bạn lại có cho thầy được là BC bình của các bạn thì nó bằng AB bình cộng AC bình mà. Chính vì vậy nên là các bạn lại có cho thầy được là BC bình của các bạn thì bằng AB bình cộng với AC bình. Còn cái mẫu này các bạn cứ để nguyên lại như này. Đấy, như vậy thì các bạn nhớ thầy là muốn chứng minh cái vế bên trái mà nó bằng vế bên phải, chính là chúng ta làm sao mà cái vế bên trái này nó giống hệt vế bên phải là được. Muốn làm được như vậy thì các bạn phải quan sát xem vế bên phải nó có cái gì thì mình tìm cách mình chuyển cái vế bên trái chúng ta nó có cái đấy. Đấy, cụ thể là cái vế bên phải các bạn có AB và AC, thì bây giờ thầy phải làm cho AH nó phải xuất hiện AB và AC hết, vì đây nó ngoài hai thằng AB và AC thì nó cũng không còn thằng khác mà. Chính vậy nên là mình phải làm sao mà nó AH này của chúng ta này nó phải ra AB và AC hết. Đấy, chính vậy nên là mình phải làm vế trái này làm sao mà nó xuất hiện AB và AC hết. Đấy, nên là các bạn thấy cho thầy được là cái chỗ này có BC này mà BC nó lại không có trong cái vế phải, chính vậy nên là thầy tìm cách thầy thay nó bằng AB và AC, mà cụ thể là chúng ta sẽ dùng Pythagore, chính là cái kết quả câu C của chúng ta đấy. Thế tức là các bạn đã có cho thầy được là BC bình thì nó bằng AB bình cộng AC bình. Đấy, còn cái mẫu này các bạn về lại. Và đến đây thì các bạn thấy cho thầy được là AB bình cộng AC bình trên AB bình nhân với AC bình này, thì các bạn tách ra thì nó bằng AB bình trên cái cụm này cộng với AC bình trên cái cụm này, nó chính là bằng cái này. Còn AB bình trên AB bình nhân với AC bình ấy, thì các bạn thấy cho thầy là AB bình chia cho AB bình thì bằng 1. Đấy, như vậy thì nó còn là tử chúng ta còn 1, chúng ta về đây. AC bình thì không rút gọn được thì chúng ta để lại đây. Đấy, như vậy thì kết quả là thằng AB bình trên AB bình nhân AC bình thì chúng ta rút gọn được đây. Còn cái thằng AC bình mà trên AB bình nhân với AC bình mà chia AC bình bằng 1, như vậy chúng ta B1 ở đây. AB bình thì nó không được rút gọn, như vậy chúng ta B lại đây. Như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy được là như vậy chúng ta đã biến đổi cái 1 trên AC bình thì nó ra cái 1 trên AB bình cộng với 1 trên AC bình. Nó là như này. Đấy, như vậy thì đây cũng chính là cái nội dung của bài học hôm nay. Thì bài học hôm nay đến đây. Chào các bạn.